Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Bèo, như các bạn đã đọc cái tiêu đề rồi ạ, thì các bạn đều biết là hôm nay mình sẽ thử thách đó là chơi bản nhạc piano theo yêu cầu của fan. Cái tuần vừa qua mình nhận được rất là nhiều những cái email các bạn gửi là: anh Mèo ơi, chơi thử cái bản nhạc này em mới tự chế đi, hay lắm, hơi bị đỉnh luôn. Thì có một số bạn ấy, bài viết cái bản nhạc mà bài viết cái chữ nó dài ngoằng ra, kiểu như không cách đoạn á, thành ra chơi nó hơi bị khó, không biết là do cái bản nhạc như nào bạn ạ. Nhưng mà có một vài cái là mình cũng hiểu ra, thì ra bản nhạc này cho nên mình đã tự chế lại một chút, nghe khá là hay luôn bạn ạ. Thì ok, đến với cái email đầu tiên đi bạn ơi. Chúng ta sẽ đến với một cái email đầu tiên là của bạn này. Bạn này, bạn tên là gì đây? Đây, anh hãy chơi nhạc này, nếu anh không chơi em dạy anh luôn. Của căng vậy ta. Đây, mình sẽ bật cái mình sẽ bật cái này lên cho bạn coi nhá. Anh hãy chơi nhạc này đi à. Đây bạn ơi. Ủa, nhưng mà từ á, ở đây tôi thấy là gì nhở, ở đây là có khá là nhiều cái email bạn ấy. Thôi mình sẽ test thử bản này trước bạn nhá. Đây anh em, mình nghĩ là để này là đủ to nhở. Thế này có bị to, có thể bị to quá không ta? Từ mình sẽ ngồi vào bàn piano bạn ạ. Mình ngồi vào bàn piano á. Có biết chỉnh cái tiếng cho to lên bạn ơi. Anh em đợi tí, tôi chỉnh cái tiếng nó to lên đã. Rồi. Ui, khá là to luôn bạn ạ. Thôi, thế này chắc là được rồi nhá. Đây, email của bạn tên là Thúy Nguyễn, không biết là Thúy hay là Thủy hay là gì các bạn ạ. Rồi, đọc thử bạn ơi. Đây. Bản nhạc quen thuộc trong Squid Game. Ui, GGG, GGG, EGGF. Khi nghe thử nào. Khoa đó, ủa sao có gì sai sai bây giờ? Lại em nào. What? Ủa sao nghe chả không liên quan đến nhạc Squid Game lắm nhở? Ủa tôi hay là do tôi chưa tôi thật, anh em là đến giờ tôi vẫn chưa xem Squid Game bạn ạ. Tôi phải thú thật là đến giờ tôi vẫn chưa xem Squid Game các bạn ơi. Sao nghe cũng không biết là giống hay không, nhưng mà nghe cứ kỳ kỳ đấy. Bạn nào đã xem Squid Game rồi thì kiểm chứng cho tôi coi xem là có đúng cái đây là bản nhạc của Squid Game không? Nhìn chẳng giống như cả, bạn nghe lại thử nào. Ủa? Ủa? Nghe có giống như Squid Game nào. Bạn nào mà đã coi Squid Game rồi thì có thể cho mình biết nhá. Mình thì mình chưa coi Squid Game nên mình cũng không biết là có đúng không bạn ạ. Nhưng mà thôi, rất là cảm ơn bạn đã gửi mình bản nhạc nhá. Ok, chung là test qua thử thế mình thấy cũng không rõ lắm bạn ạ. Rồi, chúng ta đến một bản ai của bạn tên là Thư Nguyễn Anh. Ok bạn ơi, bạn Thư Nguyễn Anh này có gửi cho mình bạn ạ. Rồi, tôi coi em nào. Bài ghi em gửi anh hai bài piano. Đây, mình mở lên bạn coi thử nhá. Em gửi anh hai bài piano. Đấy. Rồi, coi em nào. Bản bài 1 này. Bài 1 là gì đây? ZCM. Từ ZXCM. Khoan cho tôi em nào. ZXC. ZXC VBBN. Nghe có vẻ cũng hay nhỉ. Bên kia là Z ở giữa như là ta. Không rõ các bạn ạ. Thử lại nhá. Ủa? Em tự chế. Bài 1 bài ấy tự chế. Hiểu rồi. Bài 1 bài ấy tự chế ra bạn ạ. Bài tự chế. Bài 2 về Giáng sinh kìa. Tí thử bài 2 em nào. Bài 1 lại nhá. Nghe cũng vui vui bạn ạ. Ok, chúc anh một ngày an lành vui vẻ. Ok, mình thử lại cái bài Giáng sinh em nào. Tôi hiểu rồi. Nghe mấy nốt đầu là tôi biết bạn ạ, hiểu rồi. Hay phết nhỉ. Mong rằng bạn có thể viết nó tách tách ra một chút nhé, để mình có thể nhìn nó dễ hơn bạn ạ. Ví dụ như là CCC này, xuống dòng này, xong rồi CCC này, xuống dòng này, xong rồi B, nhầm, xong rồi đến B gì à? BZXC, CCC, CCC, CB, ZXC đấy, kiểu như xuống dòng cho dễ nhìn bạn ạ. Để này hơi khó nhìn. Ok, mình sẽ chơi thử cả một đoạn này xem nào bạn nhá. Thế nào, thử nào.
nghe từ từ, đoạn này kiểu cứ bị khó nhìn, nó hơi khó nhìn á. Nếu mà bài viết xuống dòng thì sẽ dễ nhìn hơn bạn ạ. Tôi thử lại phát âm nào. Ok, nhìn chung là tôi phải vừa nhìn màn hình để bấm bấm nốt, xong phải vừa nhìn cái bên này, nhìn từng nốt bài viết bạn ạ. Ui, nhìn chung là rất là cảm ơn bạn Thư Nguyễn Anh nhá. Đấy, mong rằng lần sau bạn có gửi là có thể là xuống dòng, ví dụ như là đấy CCC xuống dòng, CCC xuống dòng, xong rồi CBZXC xuống dòng đấy, xong rồi VVV, xong rồi VCC đấy, xong rồi CXXCC đâu CXXCXBC. À, thế đại loại là mong rằng là có thể xuống dòng để dễ nhìn hơn. Nói chung là bản nhạc là xin này khá là hay các bạn ạ. Từ từ. Ok, cái này mà tập lâu một chút thì mình nghĩ là cũng khá là quen tay đấy. Ok, rất cảm ơn bạn là Thư Nguyễn Anh nhé. Được, bản nhạc giáng sinh khá là hay các bạn ạ. Cũng quen tay đấy chứ. Được các bạn ơi, ok. Rồi, chúng ta đến với một cái bản nhạc tiếp theo của bạn này. À, đây rồi. Bạn này, bạn ấy có gửi, bạn ấy tên là tôi gửi anh Peo, bạn Thơ Lê Anh. Ok, đây, mình mở lên cho bạn coi đã. Bạn Thơ Lê Anh này gửi anh Peo. Đấy, anh đánh thử cái này trên đàn piano minor nhé anh. Anh nhớ bật bản có cả nốt đen. Nào là nốt đen, cái này à? U đen nào ta? TTI U đen à? Thế nào? What? Nghe kinh dị vậy? À. À, tôi biết bản nhạc này rồi. Nhạc dự báo thời tiết các bạn ạ. Ui, bạn nào mà coi dự báo thời tiết ngày xưa, mình nghĩ là các bạn trẻ bây giờ chắc không biết cái nhạc dự báo thời tiết rồi. Mình tôi nghe phát tôi có thể nhận ra ngay đây là nhạc dự báo thời tiết ngày xưa. Anh kia phải chỉnh nốt trầm một tí bạn ạ. Từ từ tấm em cho. À, cái này từ để coi nào. Nếu tôi không nhầm thì đây là bản nhạc dự báo thời tiết từ năm 2000 2006, 2007, rất là lâu, có khi còn trước đấy cơ. Mình chính xác phải cái phải gõ nhanh bạn ạ, cái này phải gõ khá nhanh đấy. Nhưng mà cái U đen này thì lại phải bấm bằng tay, không bấm không không thể nào mà bấm trên bàn phím được bạn ạ, thế mới cay chứ. Ok, thử lại nhá. Từ. À, tôi hiểu rồi. Từ từ. À, hiểu rồi, U đen. Anh em thấy không? Anh em phải hiểu, tôi đang vừa bấm tay trái bàn phím, xong tay phải cầm chuột bấm cái nút này. Ui, nó khá là mệt bạn ạ. Nếu mà không có U đen này tôi nghĩ bấm khá là dễ. Nhưng mà mong rằng Minua có thể cập nhật cái nút, ví dụ như cái nút đen này ở trên bàn phím nhá, để bấm nó dễ hơn bạn ạ. Rồi thử lại nhá. Thử lại này, nghe hay đấy. Di đen à? Ui, bấm khó thế. Ủa, di đen. Ủa, sao di đen à? À, cái này là gì đen, cái này là rút mờ. Ok, tôi hiểu. Cái này hơi hơi bị sai sai này. Cái đoạn này nó hơi bị sai sai bạn, đoạn này. Cái đoạn là GRRE này nghe hơi sai sai nhá. Từ đoạn đầu là đúng rồi đấy. Đoạn E đen này hơi bị sai sai nữa. Nghe hơi bị kỳ kỳ bạn ạ. Nói chung là tôi biết cái bản nhạc này rồi bạn ạ, nhưng mà cái đoạn phần này tôi bị hơi sai sai này. Đoạn đầu tôi nghe tôi bị hiểu ngay bạn, nhạc dự báo thời tiết bạn ạ.
À, hiểu rồi. Ok, TTU đen nữa nhá, lại nhá. Lại 1, 2, 3. Hiểu rồi. Cái chữ G này hơi bị sai sai này. Cái đoạn này nếu mà thay chữ G bằng nốt gì ta? Thử nghe lại nè. Bạn nào mà biết cái bản nhạc này mà chính xác là như nào có thể gửi lại cho mình nhá. Nhưng mà đoạn đầu khen là hay đấy, ok. Nói chung là cảm ơn bạn Thơ Lê Anh nhá. Cái bản nhạc dự báo thời tiết này thì anh em nào mà coi hay coi tivi chắc là biết đấy. Các bạn ạ, nghe chắc chắn là chuẩn luôn đấy. Uầy, nghe tuổi thơ thực sự luôn. Nghe đoạn sau hơi quỳ bạn ạ. Đoạn đầu thì nghe khá là ok, khá là chuẩn rồi. Đấy. À, cái gì đen, cái gì đen nữa. Lại là lại. À, chết đề gì nhỉ? Nhầm, nhầm. Ôi, cái bấm trên bàn phím khó vãi chưởng bạn ạ. Vừa bấm chuột, vừa bấm bàn phím. Đấy, cái bản nhạc này bạn nào mà có bất tiết chắc là cũng biết qua nhá. Ok, nói chung là cảm ơn bạn Thơ Lê Anh đã gửi cho mình cái bản nhạc, nói chung là gợi nhớ là tuổi thơ của Mèo Béo. Nhưng mà cái đoạn GGRR này nghe hơi kỳ bạn ạ, không biết có đúng chuẩn hay không nữa, nhưng mà nói chung là khá là hay bạn ạ. Được đấy, khá là tuổi thơ luôn. Ok rồi, chúng ta sẽ đến với bạn khác đi, để mình coi xem nào. Ai chà chà, gì mà sao nhìn dài bạn ơi. Ui, tôi vừa thấy một cái mèo khá là dài bạn ạ. Ui ui, cái mà dài này anh Mẹ Béo ơi, em gửi cho anh bài này để anh đánh trên đàn piano trong minua, em viết theo chứ cái các phím bộ sao nghe dài vãi chưởng vậy. Em chỉ lấy kê một đoạn một thôi, mọi thông cảm. Có thử nào. Ok, nghe kỳ nhỉ, hay nốt cao ta. Anh em nghe nghe quen không? Ui, bạn nào mà biết bài này không nữa? Tôi đánh lại cho bạn nào. Tôi nghe biết ngay bài gì luôn. Ui, anh em biết bài này bài gì? Để lại bình luận phía dưới. Đây hiện tại là phút bao nhiêu nữa? Phút mười mấy nữa, hình như phút 13 bao nhiêu bây giờ ấy. Các bạn để lại bình luận phía dưới mình nhá. Đấy, để lại số phút các bạn đang xem xong rồi để lại bình luận phía dưới. Đây là bài gì? Nghe phát bạn nào dân chơi nghe phát biết ngay. Nó khoan sao con nhìn lại nữa. Anh em biết bài gì chưa? Đây là bài gì hình như đây là bài phết đợt của Alan Walker á. Đấy không phải là bài Alan Walker của phết đợt đâu nhá. Đấy, anh em đừng có nhầm đấy. Bài này là bài phết đợt của Alan Walker. Nghe phát biết ngay bạn ạ. Ôi, mà từ từ. Cái này tôi sẽ chỉnh lại một chút bạn ạ. Mình sẽ ra mình ngồi mình soạn lại một chút bạn ạ. Xong mình chơi thử với cái phiên bản của mình là cái này. Mình như bạn này viết viết nó hơi bị kỳ kỳ kìa, để tôi viết lại cho nó dễ nhìn bạn ạ. Anh em đợi tí để tôi viết lại cho nó dễ nhìn bạn ạ. Đây đây đây, đây. Anh em đợi xíu mình soạn lại đã, mình sẽ soạn lại mấy xuống dòng bạn ơi. Mình cho xuống dòng hết bạn lại, copy ra xuống dòng này. Copy paste bạn ơi, mình mở tạm cái Google dịch nhỉ. Anh em đợi tí tôi mở tạm cái Google dịch cái tôi copy vào đây rồi. Ok nhá, rồi đây tôi đã copy tạm ra cái Google dịch các bạn ạ. Anh em đợi xíu, đây rồi cái Google dịch rồi. Google Chrome đâu nhỉ, không phải cái này. Trời ơi, tắt này đi, cái này sai rồi. Đâu đâu Google dịch đây, tôi đã soạn lại theo phong cách của Mèo Béo bạn ạ. Đấy anh em nghe thử nhá. Nghe thử
Ôi nghe hợp lý phết, bạn đã được của nó luôn. Ôi cái mới đầu mình thấy quấn cái piano đấy. Bạn nào biết có bản nhạc nào hay hay thì có thể là viết viết cho mình thử một cái bản nhạc xong gửi cho mình nhé. Đấy anh em nhớ là để cách dòng này nhá, cho mình dễ nhìn đấy, chứ nếu mà để dòng nó liền một mạch thì nhìn nó hơi bị khó bạn ạ. Đấy kiểu như là sau một đoạn xuống dòng này đấy, thì như này kiểu như xuống dòng thì cho nó dễ nhìn hơn bạn ạ. Đấy thì nó sẽ ok la hơn. Ôi được của nó phết nhở, bản nhạc này được đấy bạn ơi. Ôi, chiến phết chiến phết. Ok rồi thì ngày hôm nay là mình đã đặt thử thách đọc những cái email các bạn gửi cho mình, những cái bản nhạc khá là thú vị, khá là chất lượng luôn bạn ạ. Được đấy, đỉnh cao đấy bạn ơi. Bạn có ý kiến góp thì bố mẹ làm dụng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.